nói tới Bitcoin thì các bạn thấy được là từ khi mà chúng ta thấy đầu năm cho tới bây giờ đó Trước đó thì các bạn thấy là tháng 3 của năm 2020 Thì cái đường màu đỏ này đi xuống rất là nhanh Đây là cái số lượng Bitcoin ở trên sàn Và đã bị mất đi rất nhiều Có nghĩa là càng ngày càng nhiều người từ tháng 3 của năm ngoái Rút Bitcoin ra khỏi sàn Có nghĩa là có thể họ mua và họ lưu trữ lâu dài Cho nên họ rút về ví cá nhân vân vân Nhưng mà cái đường này đi xuống như vậy đó Thì các bạn thấy được là cho đến lúc nào Cho đến đầu Năm 2021 này, sau đó cái đường màu đỏ này hầu như đi hàng ngang, có lúc đi xuống một chút, đi lên một chút Nhưng mà từ cái thời điểm là ngày 11, 12 tây tháng 3 đó Thì đã có thêm Bitcoin đưa lên trên sàn Và cho đến thời điểm này, chúng ta vẫn chưa thấy có sự xuất hiện của nhiều Bitcoin lên trên sàn hơn Hầu như đã đi hàng ngang trong phạm thời gian là từ đầu năm cho tới bây giờ Và từ cái lúc mà chúng ta thấy cái sự điều chỉnh xảy ra đó Thì cũng có thêm Bitcoin đưa lên trên sàn, các bạn thấy được đường màu đỏ nó cũng tăng lên Nhưng mà cái tốc độ tăng không có nhiều cho các bạn thấy được là cái số Bitcoin lên trên sàn bây giờ đã so với lại tháng 1, tháng 2 thì cũng gần như là bằng nhau chứ không phải là có thêm nhiều. Mặc dù là giá điều chỉnh nhưng mà cũng như vậy mà thôi. Chúng ta nhìn vào cái biểu đồ kế tiếp. Đây chính là liên quan tới funding rate. Nhưng mà nào mà sử dụng những cái sàn mà cho các bạn chơi margin vân vân các bạn sẽ cần phải trả một cái phí gọi là cái phí qua đêm hay nhiều bạn gọi là funding rate cái phí vay đêm đó là cái phí mà các bạn phải trả cho bên nào nhiều phải trả cho bên ít giống như, như là nhiều người lon thì cái số lượng người lon phải trả cho nhiều người mà đang short cho nên các bạn thấy được là nó sẽ cân bằng lại một chút đây là cái phí mà những trader sẽ hiểu thì các bạn thấy là khi cái phí này tăng cao đó có nghĩa là nhiều người lon nhưng mà bây giờ các bạn thấy được là cái đường màu đỏ này đã có cái xu hướng đi xuống và thật ra đã bắt đầu từ ngày 20 tây các bạn thấy được là ngày 20 tây là ngày hôm qua thì cho đến ngày hôm nay các bạn thấy là cái phí funding rate rất là thấp có nghĩa là các bạn thấy bây giờ trên thị trường không có nhiều người đang lon hiện tại đây cũng là một trong những cái cách các bạn có thể nhìn được là mỗi lần đường màu đỏ này tăng lên có nghĩa là rất nhiều những cái trader có cái suy nghĩ là họ suy nghĩ một hướng họ rất là chắc chắn về một xu hướng mỗi lần mà cái funding rate này đi xuống có nghĩa là họ không rõ bây giờ các bạn thấy là funding rate không có cao có nghĩa là không còn nhiều người đang lon ở thời điểm hiện tại so với lại cách đây À, khoảng chừng là 2 tuần Chúng ta nhìn vào thông tin kế tiếp Đây là liên quan tới là cái phần trăm mà có số lượng Bitcoin đưa lên sàn đó là phần trăm đến từ những ví mà có nhiều Bitcoin Những ví cá voi đó thì là bao nhiêu Thì các bạn thấy được là cũng tương tự như những thông tin chúng ta mới vừa nhìn thấy Thì cho đến ngày 20 tây ngày hôm qua đó thì cái số lượng Bitcoin đưa lên sàn đến từ những cái ví mà có nhiều Bitcoin chỉ có là 35% mà thôi, có nghĩa là 35% của những Bitcoin đưa lên trên sàn trong vòng 24 giờ qua đến từ những ví cá voi thì chúng ta thấy được là cái phần trăm 35 này thì cũng tương tự như là trước đây mà thôi, không gì gọi là quá đặc biệt. Cái lần cuối cùng chúng ta thấy có nhiều người đưa đồng Bitcoin lên trên sàn nhiều cá voi đó, đưa đồng Bitcoin lên sàn đó chính là ngày 14 tây. Sau đó các bạn thấy được là chúng ta đã không thấy cá voi xuất hiện về cái phương diện là nạp tiền lên trên sàn. Và chúng ta nói tới những cái tài liệu kế tiếp Thì sẽ thống kê là những tài liệu này Để cho các bạn có một cái nhận định uh, Liên quan đến tình hình thì bây giờ như thế nào Các bạn thấy được là bây giờ Thì ai đang bán Nếu chúng ta thấy được là cá voi không phải là lý do tại sao Mà thị trường điều chỉnh trong thời gian mấy ngày nay Cũng không phải lý do tại sao mà giá Bitcoin không thể qua được 60 ngày Có phải là thời đào đang bán hay không thì bây giờ các bạn thấy được là thời đào đó, chúng ta nhìn vào chỉ số MPI đi dưới số 2 là hầu như là thời đào bán rất thấp. Thì các bạn thấy được là chỉ số của ngày hôm qua đó các bạn thấy là trừ 007 có nghĩa là gần như là các bạn thấy là không số không rồi có nghĩa là hầu như thời đào bây giờ là không còn lực bán nữa và chúng ta cũng đã biết là thời đào bán rất nhiều dưới cái mức là 42.000 đô và thời đào bán số lượng nhiều đến nỗi mà thống kê cái số lượng họ bán trong cái thời gian khoảng chừng là từ đầu tới bây giờ đó họ đã bán lên tới cái mức là gần như là 2 năm của số lượng Bitcoin có thể đào được có nghĩa là trong thời gian tới đây đã hầu như cái sự lo ngại liên quan tới lực bán đến thời đào không còn là cái sự lo ngại nữa và bây giờ các bạn thấy là rất rõ ràng là thời đào không phải là người đang bán cá voi cũng không phải vậy thì ai đang bán ở thời điểm hiện bây giờ thì chúng ta bây giờ hãy nhìn vào cái số lượng mà bao nhiêu giao dịch liên quan tới di chuyển Bitcoin lên trên những cái sàn thì các bạn thấy được là trong cái thời gian là vài tiếng đồng hồ qua thì các bạn thấy được là chúng ta đã thấy cái đường màu đỏ bên dưới này tăng lên có nghĩa là có rất nhiều giao dịch đưa Bitcoin lên trên sàn và các bạn thấy đây cũng là cái hiện tượng chúng ta cũng nhìn thấy trong vòng mấy ngày qua mỗi lần mà các bạn thấy được là giá Bitcoin như chúng ta trả lại đi trả lại bắt đầu là bắt đầu là cuối tuần qua đi bắt đầu từ ngày 18 tây đi các bạn thấy được là mỗi lần Bitcoin lên tới cái mức nào Trước đó nữa các bạn thấy được là ngày 14 tây thì Bitcoin 56 000 Có rất nhiều người đưa Bitcoin lên trên sàn Bây giờ các bạn thấy là ngày 18 tây Có nghĩa cái đây là 3 ngày các bạn thấy là giá Bitcoin thì mỗi lần lên đến mức là 59 000 Lại có nhiều người đưa Bitcoin lên trên sàn Lên tới là 57 000 lại có nhiều người đưa Bitcoin lên trên sàn à, Kế đó các bạn thấy là những, những lúc mà cái đường màu đỏ này tăng mạnh đó, 58 000 À, hay là các bạn thấy là 59 ngàn và gần đây nhất là 57 ngàn. Có nghĩa là cái mức mà các bạn thấy 57, 58, 59 ngàn là những cái mức mà có rất nhiều những người đưa đồng Bitcoin lên trên sàn. Tuy là nhiều người đưa đồng Bitcoin lên trên sàn nhưng mà các bạn thấy là cái số lượng Bitcoin đó lại không có nhiều. Các bạn thấy là nhiều giao dịch đưa Bitcoin lên sàn nhưng mà cái số lượng Bitcoin không có nhiều. Cũng như là các bạn thấy được là cái số lượng Bitcoin xuất hiện trên sàn cũng không có nhiều hơn hồi trước. 7 uh, bấy nhiêu trong lúc điều chỉnh này cũng đồng nghĩa là các bạn thấy được là những người mà đưa Bitcoin lên trên sàn bây giờ những nhà đầu tư riêng lẻ vẫn là những nhà đầu tư riêng lẻ đưa Bitcoin lên trên sàn bán ở những cái mức là 57 000 58 000 59 000 Đây là những mức mà các bạn thấy mỗi lần tới mức đó thì đường màu đỏ này lại tăng lên như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Và ngược lại các bạn thấy được là chúng ta cũng có một số những cái dấu hiệu cho thấy được là những cái nhà đầu tư riêng lẻ cũng đưa Bitcoin ra khỏi sàn. Đó cũng là lý do tại sao mà các bạn thấy được là tuy là có nhiều người đưa Bitcoin lên trên sàn mà cái số lượng Bitcoin nạp vào rút ra đó trong vòng mấy tuần qua thì cũng không gì gọi là quá đặc biệt. Thậm chí là các bạn thấy ngày hôm qua đó cái số lượng Bitcoin đưa trên sàn thì ít hơn là rút ra lên tới là 1.262 Bitcoin. Thì lý do tại vì các bạn thấy được là cũng có nhiều nhà đầu tư riêng lẻ các bạn thấy là mỗi lần mà giá Bitcoin lên tới những cái mức như là chúng ta trở lại là ngày 18 tây đi thì 57.000 cũng là lúc mà những nhà đầu tư liên lại thu mua. Kế tiếp là 58.000. Mỗi lần mà cái đường màu đỏ này tăng lên các bạn thấy được những mức giá đó là những mức như là 58.000, 59.000 và 57.000. Đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy được là trong vòng mấy ngày qua thì giá vẫn là xoay quanh từ 56 cho đến 59 60 tại vì mỗi lần mà các bạn thấy được là cái mức giá tăng lên đến 58 59.000 thì lại có nhiều người đưa Bitcoin lên để mà bán nhưng mà ngược lại cũng có nhiều người lên trên sàn thu mua và lấy Bitcoin đó ra khỏi sàn. Đây là cái cuộc chiến giữa những nhà đầu tư riêng lẻ. Hầu như là thời điểm bây giờ những nhà đầu tư riêng lẻ là họ đồng ý là giá Bitcoin là cái mức này khoảng 57 58 000 là cái mức mà nhiều người chấp nhận cho nên người ta mua và bán ở mức này rất nhiều trong cái thời gian là mấy ngày qua. Chúng ta cần một cái điều đó chính là cái xuống kế tiếp đó chúng ta cần phải thấy là cá voi xuất hiện một là họ xuất hiện để mà bán hai là họ đã nhịn không nổi họ đã chờ đợi giá đi xuống thêm để họ thu mua thêm ở những cái mức mà họ đã từng thu mua trước đây như là 42.000 vân vân thì chúng ta phải, phải cần thấy được là những cá voi đó bất kiên nhẫn và đi thu mua những mức này để làm gì để cho tạo cái dùng hỗ trợ tại vì các bạn thấy được là cá voi khi mà họ mua những nhà đầu tư đó những cái tổ chức đầu tư khi mà họ mua cái số lượng lớn thì thường họ mua để mà lưu trữ lâu dài chứ không phải là họ mua sau đó họ để trên sàn chờ bitcoin lên vài ngàn đô họ lại bán các bạn thấy được chúng ta cần phải thấy những nhà đầu tư lớn thu Bitcoin, đưa Bitcoin ra khỏi sàn và họ phải có suy nghĩ là Bitcoin phải tăng lên hai lần, ba lần, bốn lần trước khi mà họ bán. Có nghĩa là họ sẽ đầu tư lâu dài hơn. Khi đó chúng ta mới thấy cái xu hướng Bitcoin tiếp tục tăng lên và chúng ta thấy đã có một cái dấu hiệu. Các bạn thấy được là chúng ta Tuy là bây giờ đó nhìn vào Coinbase Pro Outflow có nghĩa là các bạn thấy được đây là những cái mức mà có số lượng lớn Bitcoin rời khỏi sàn Coinbase Pro. Có nghĩa là chúng ta có thể biết là sàn Coinbase Pro là một cái sàn mà những nhà đầu tư lớn, những thứ chức đầu tư thích sử dụng để mà thu mua Bitcoin. Thì chúng ta thấy được đó là bắt đầu là chúng ta thấy những cái đường mà đỏ này đột ngột tăng lên. Đó. Có nghĩa là có số lượng lớn Bitcoin rời khỏi sàn Coinbase Pro. Thì lần cuối cùng chúng ta thấy được là mức nào đó chính là cái mức là 50.000 đô ngày 8 tháng 3 Trước đó nữa là các bạn thấy được là mức 47.000 đô ngày 5 tháng 3. Kế đó nữa là cái mức là ngày 2 tháng 3 47.000 đô. Trước đó nữa là 48.000 đô ngày 25 tháng 2 Chứ đó nữa là 50.000 đô ngày 24 tháng 2 Có nghĩa là các bạn thấy được là từ 48 tới 50.000 Là những cái mức mà các bạn thấy được là cáo vô xuất hiện để mà thu mua Có thể là giá Bitcoin chưa có đi về cái xu hướng này Xuống tới còn 50.000 Cho nên chúng ta vẫn chưa thấy động tĩnh đến từ những nhà đầu tư lớn thu mua Bitcoin Tại vì sau đó các bạn thấy được là có một số những đợt tăng trưởng Nhưng mà không có cao như trước đây các bạn thấy được là cái mức này là cái mức là khoảng chừng 57.000 thì cũng có một số lượng Bitcoin được thu mua cũng coi như là nhiều À, trước đó nữa là ngày 14 tháng 3 ở mức là 61.000 và trước đó nữa là khoảng 57.000 ngày 11 tháng 3 nhưng mà các bạn thấy những cái mức đường màu đỏ này không có cao như là ở những cái mức như là 50.000, 48.000 cho nên bây giờ chúng ta vẫn chưa thấy là nhiều tổ chức đầu tư có dấu hiệu thu mua Bitcoin ở cái mức này Và khi mà điều đó xảy ra các bạn mới biết được là đây là một mức mà chúng ta có thể tin tưởng được Đây là cái mức giá mà những nhà đầu tư chấp nhận bảo vệ những nhà đầu tư lớn Chúng ta bây giờ hãy nhìn vào một dấu hiệu khác đi Thì các bạn thấy được là để hướng refresh này lại Đây là Coinbase Premium Gap có nghĩa là chúng ta so sánh cái giá ở trên sàn Coinbase với lại ở trên sàn của Binance Thì các bạn thấy được trong vòng dài tiếng qua đó thực sự là cái đường màu đỏ này tăng lên có nghĩa là các bạn thấy được là ở cái mức cao đó là khoảng chừng 80 đô cách đây không có lâu thì có nghĩa là sao có nghĩa là cái giá ở trên sàn Coinbase Pro cao hơn là cái giá ở trên sàn Binance lên tới là 80 đô cách đây khoảng chừng là các bạn thấy là thời điểm bây giờ là thường nghĩ khoảng chừng là một tiếng đồng hồ trước đây có nghĩa là chúng ta thấy là cái lực ép đến từ sàn Coinbase Pro nghĩa là nhiều người sử dụng sàn Coinbase Pro để mà đi thu mua Bitcoin. Đây là cái dấu hiệu là chúng ta có thể thấy những tổ chức đầu tư đã có cái dấu hiệu thu mua Bitcoin ở trên sàn Coinbase Pro. Chúng ta cần phải thấy được là có những cái đường màu đỏ lớn xuất hiện ở trên cái biểu đồ này để chúng ta có thể là xác nhận được là những cá voi đã có dấu hiệu thu mua. Chúng ta bây giờ chỉ mới bắt đầu thấy một số những dấu hiệu nhỏ mà thôi. Tôi sẽ tiếp tục để mà chia sẻ với các bạn một trong những cái điều khác nữa chúng ta thấy là khi mà chúng ta à, nhìn vào cái tài liệu liên quan tới Grayscale Premium đó thì các bạn thấy được là hiện bây giờ Grayscale Premium đã bắt đầu là từ ngày 2 tháng 3 có nghĩa là đầu tháng tháng 3 tới bây giờ đó thì chúng ta thấy được là liên tục là cái chỉ số âm có nghĩa là cái cổ phần của Grayscale đó còn rẻ hơn là cái giá trị thật mà cái số lượng Bitcoin đang được lưu trữ trong cái quỹ đầu tư Bitcoin này. Chúng ta muốn thấy đường màu vàng này đi ngược trở lên và trở thành số âm Nhất là những lúc mà các bạn thấy được là Grayscale thu mua nhiều Bitcoin đó Là những lúc mà cái phần trăm lời của họ lên tới là hơn 20% Chúng ta bây giờ thấy là phần trăm lời bây giờ là phần trăm âm Nghĩa là bây giờ họ không có còn lời nữa khi mà đi thu mua Bitcoin Cái kiểu như là trước đây Cho nên chúng ta phải muốn thấy đường màu vàng này tóm lại là phải đi trở lên Và phải có ít nhất là 20% phần lời trước khi chúng ta thấy công ty Grayscale tiếp tục thu mua uh, Bitcoin đây là cái tài liệu liên quan tới Bitcoin thì nó tóm lại chúng ta thấy được là liên quan tới Bitcoin bây giờ thì chúng ta thấy được là cái lực mua và bán bây giờ vẫn đến từ những nhà đầu tư riêng lẻ chúng ta không thấy uh, những cái tổ chức đầu tư bán Bitcoin chúng ta cũng không thấy là thời đại bán Bitcoin bây giờ là những nhà đầu tư riêng lẻ đó là những cái mức như là 57, 58, 59 ngàn là người bán người mua thì liên tục trong cái thời gian 2-3 ngày qua có nghĩa là đây là cái mức mà nhiều nhà đầu tư riêng lẻ cho là hợp lý thời điểm bây giờ liên quan tới xuân kế tiếp các bạn cần phải suy nghĩ đến là chứng khoán sẽ mở cửa như sao. Nghĩa là ngày mai khi mà chứng khoán mở cửa đó thì sẽ lên hay là xuống. Đây cũng là một trong những yếu tố có thể đẩy giá cả Bitcoin lên hay xuống. Thứ nhì nữa là liên quan tới những nhà đầu tư lớn họ có thu mua Bitcoin tiếp tục hay không và mức đó là cái mức nào. Bây giờ chúng ta chỉ mới thấy có một số những dấu hiệu nhỏ là có thể là những nhà đầu tư lớn họ đã mất những này và sẽ đi thu mua Bitcoin trên cái mức là 50.000. Nhưng mà cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa có chứng minh được tại vì chúng ta không thấy là có nhiều Bitcoin rời khỏi sàn Coinbase Pro. Đây là cái tình hình liên quan tới Bitcoin mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nói tới Ethereum đi. Thì Ethereum các bạn thấy được là chúng ta vẫn thấy hiện tượng đó chính là Ethereum tiếp tục bị mất đi lên trên sàn. Khác với lại Bitcoin các bạn cũng nên nhớ là khi ta nhìn vào Bitcoin thì các bạn thấy được là cái số lượng Bitcoin đó mà có trên sàn thường trở lại cái biểu đồ liên quan tới Bitcoin Thì các bạn thấy được là tuy là Bitcoin mất đi từ tháng 3 năm ngoái nhưng mà bắt đầu là từ đầu năm nay đó Cái phần này các bạn thấy được là chúng ta đã đi hàng ngang Có nghĩa là cái tốc độ là Bitcoin không còn mất đi trên sàn nữa mà cái số lượng Bitcoin hầu như đã ấn định Trong khoảng thời gian là 3 tháng qua nhưng mà Ethereum thì ngược lại Ethereum tiếp tục và tiếp tục mất đi từ cái thời điểm là từ tháng 8 của năm ngoái tới bây giờ thì những cái token này mất đi họ đi đâu có thể là họ mất đi tại vì nhiều người mua token lấy đồng đó ra khỏi sàn để mà tham gia vào những cái ứng dụng DeFi đây cũng là một lý do tham gia vào NFT tham gia vào staking hay là chỉ đơn giản là họ lấy Ethereum ra để mà họ lưu trữ với chiêu lạnh lâu dài. Nhưng mà một trong những điều mà chúng ta có thể xác nhận được đó chính là liên quan tới cái phần trăm Ethereum mà đang được stake ở trong hệ thống Ether 2.0. Thì bây giờ chúng ta thấy được đã lên tới là trăm rồi. Có nghĩa là cho đến thời điểm hiện bây giờ chúng ta đã có tổng cộng là 3,5 triệu Ethereum được lóc lại. Trong Ether 2.0 Và đương nhiên những Ether này khi là lock lại rồi đó Thì các bạn thấy được là ít nhất là một năm sau Mới có thể unlock Tại vì một năm sau các bạn mới thấy được là Chúng ta mới đến giai đoạn 1.5 Của Ethereum 2.0 Đây là dự đoán hiện bây giờ Đương nhiên Ethereum sẽ có những cái cập nhật kế tiếp à, Trong thời gian tới đây như là tháng sau Sẽ có cập nhật Berlin Và tháng 7 sẽ có cập nhật London Đó chính là cập nhật mà có EIP 1559 mới đang được tranh cãi hiện bây giờ Liên quan tới việc đốt đồng Ethereum Mỗi khi mà có giao dịch thì đây là những cái thông tin mà thường muốn mang đến cho các bạn trong cái video chủ nhật này Thực ra mà nói chúng ta chưa có những thông tin lớn trong ngày hôm nay Nhưng mà thường chỉ muốn mang đến cho các bạn những cái tài liệu mà thường đã nhận được Cũng như những suy nghĩ của thường liên quan đến tình hiện bây giờ Thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video ngày hôm nay và đương nhiên nhưng mà nào mà chưa theo dõi Thường khắp đồ trên mạng xã hội các bạn cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này tìm thấy những cái thông tin như là telegram, facebook, twitter vân vân cũng như là các bạn muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuần capital như là các bạn có thể được giảm phí giao dịch khi mà tham gia vào những cái sàn như là sàn Binance được giảm 20% phí giao dịch mãi mãi hay là các bạn tham gia vào những sàn Bybit để nhận được những cái bonus vân vân sàn LMT sàn FTX, Binance US như mà nào mà đang ở Hoa Kỳ muốn sử dụng Binance hay là các bạn ở Hoa Kỳ sử dụng sàn Coinbase BlockFi là ứng dụng mà landing có lãi các bạn có thể là nhận được bonus lên tới 250 đô và crypto khoan đây là cái ứng dụng mà chúng ta mới vừa nhìn thấy tài liệu On mà chúng ta sử dụng hàng ngày và thuận sang gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tất cả những chi tiết sẽ nằm bên dưới video này tạm biệt các bạn.